À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đã đến với video cuối của chương trình toán lớp 11 rồi ạ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm những bài tập ở cuối chương này nhé. Trước khi mà các bạn làm bài tập thì hãy kiểm tra xem rằng là mình đã rõ các quy tắc tính đạo hàm hay chưa, và đã hiểu thế nào đạo hàm cấp 2 hay chưa. Hiểu rồi thì chúng mình sẽ cùng nhau xem nốt video ngày hôm nay. Còn chưa thì hãy xem lại rồi sau đó chúng ta mới xem video ngày hôm nay của cô nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài 9.25 sách giáo khoa trang 297. Tính đạo hàm của hàm số này. Thì theo các bạn, để làm câu này chúng ta sẽ làm như thế nào để cho nó hợp lý đây? Thì cái nhất là mình nhìn thấy mũ, vậy thì chúng ta hãy áp dụng công thức gì? Đạo hàm của U mũ N, tức là hàm hợp ấy, bởi vì thằng này có phải x đơn thuần đúng không? Nhìn là biết ngay mình phải áp dụng U mũ N rồi. Thì nó sẽ bằng N nhân U mũ N trừ 1 và nhân với U, U phẩy. Vậy áp cái công thức này vào thì chúng ta sẽ được gì đây ạ? Y phẩy của mình chính là bằng 5 nhân gì? 2x trừ 1 trên x cộng 2 tất cả mũ 4 và nhân với 2x trừ 1 trên x cộng 2 phẩy. Vậy trong trường hợp này thì U của mình nó chính là bằng 2x trừ 1 trên x cộng 2 mà. Được chưa? Thế sau đó chúng ta tính tiếp này. Ở đây cô và do cho các bạn một cái công thức tính như sau nhé. Đây trường hợp đặc biệt. Khi mà các bạn y có dạng là ax cộng b trên cx cộng d thì các bạn nốt lại giúp cô. Thì y phẩy của chúng ta sẽ bằng ad trừ bc trên cx cộng với d tất cả bình nhé. Vậy thì các bạn quan sát cái 2x trừ 1 trên x cộng 2 của cô đúng là dạng ax cộng b trên cx cộng d chưa? Vậy thì áp vào chúng ta sẽ được là 2 nhân 2 trừ đi trừ 1 nhân gì? Nhân 1 tất cả trên x cộng 2 tất cả gì? Tất cả bình. Vậy thì sẽ bằng này, 5 nhân 2x trừ 1 trên x cộng 2 tất cả mũ 4 và nhân với lại 5 trên x cộng 2 tất cả bình. Vậy chốt điêu lại thì sẽ bằng 25 nhân với gì ạ? 2x trừ 1 tất cả mũ 4 này. 2x trừ 1 tất cả mũ 4 trên x cộng 2 tất cả mũ gì? Tất cả mũ 6. Được chưa? Đấy là ý A. Tiếp theo điều ý B. Y bằng 2x trên x bình cộng 1. Vậy thì để tính được đạo hàm của câu này thì chúng ta sẽ sử dụng công thức gì đây? À, đạo hàm của một thương, mình nhìn nó là một thương mà. U trên V thì sẽ bằng U phẩy nhân V trừ U nhân với V phẩy tất cả trên gì? Tất cả trên V bình. Vậy áp vào ta chỉ sẽ được là y phẩy sẽ bằng 2x phẩy nhân với x bình cộng với 1 trừ đi gì? Trừ đi 2x nhân với x bình cộng 1 phẩy, đúng không? Tất cả trên x bình cộng 1 tất cả bình. Và đạo hàm của 2x là chính là bằng 2 nhân với x bình cộng 1 này. Còn đạo hàm của x bình cộng 1 thì chính là 2 gì? 2x, đúng không? Ở video này thì rồi thì cô không giải cận kẽ vì sao đạo hàm của x bình cộng 1 lại là 2x đâu nhá. Là đạo hàm của một tổng mà, chưa? Vậy mình tính này, phá ra sẽ được 2x bình cộng với 2 trừ đi 4 gì? Trừ đi 4x bình và tất cả trên x bình cộng với 1 tất cả bình, và thu gọn sẽ được là trừ 2x bình cộng với 2 trên x bình cộng với 1 tất cả bình. Đấy. Vậy qua cái ví dụ này các bạn đã nắm rõ được các quy tắc tính đạo hàm chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài 9.25 sách giáo khoa trang 97 ý C. Y bằng em mũ x nhân với sin bình x. Thì chúng ta đang thấy nó là một tích đúng không? Vậy tính đạo hàm của thằng này thì tôi cần phải nhớ lại quy tắc tính đạo hàm của một tích. U nhân V thì bằng gì? U phẩy nhân V cộng với U nhân với V, V phẩy. Vậy áp vào thì chúng ta sẽ được là gì đấy ạ? Y phẩy sẽ bằng em x phẩy
nhân với sin bình x cộng với e mũ x nhân với lại sin bình gì? Sin bình x phẩy. Bây giờ mình tính đạo hàm của e mũ x thì bằng gì? Bằng e mũ x. Cái đạo hàm của sin bình x thì sẽ bằng gì này? Bằng 2 này nhân sin x này, đúng không? À, bằng 2 nhân sin x và nhân với gì nữa? Nhân với cos x nha. Đúng chưa? Đây, một số bạn là lơ ngơ cái chỗ đoạn này nhé. Cô tách ra này. Thì bản chất của nó, cô đã nói rồi, nó chính là sin x tất cả gì? Tất cả bình. Thế nên là chúng ta sẽ sử dụng công thức là u mũ n đây. Đạo hàm của u mũ n bằng n nhân với u mũ n trừ 1 nhân với u phẩy ấy. Thì nó sẽ bằng 2 nhân sin x nhân đạo hàm của sin x. Thế nên là đúng là nó sẽ bằng anh này chưa? Và mình thu gọn lại sẽ bằng e mũ x nhân với lại sin bình x cộng với lại 2 nhân sin nhân cos thì chúng ta có thể viết nó chính là sin 2x nhé. Đó, được chưa? Kết thúc. Không khó đúng không? Tiếp theo ý D nào. Tính đạo hàm liên quan đến hàm log. Và các bạn biết rằng là cái log này nó là log cơ bản hay là log log hợp đây? Log hợp đúng không? Bởi vì nó x cộng căn x mà, chứ x có phải là đứng một mình đâu. Thế mình áp dụng công thức là loga cơ số a của u, đạo hàm loga cơ số a của u thì sẽ bằng u phẩy trên u nhân với nepe của a. Thì trong trường hợp này u của mình sẽ là gì đây? U sẽ là x cộng với căn gì? Căn x. Vậy áp dụng vào ta sẽ được y phẩy bằng x cộng với căn x phẩy này trên x cộng với căn x và nhân với nepe của mấy? Nepe của 10 nha. Bây giờ mình tính đạo hàm ở trên tử này. Đạo hàm của x thì là bằng gì? Bằng 1. Đạo hàm của căn x bằng 1 trên 2 căn x, đúng chưa? Sẽ bằng x cộng với căn x nhân với nepe của 10. Và mình thu gọn vào sẽ được là 2 căn x cộng 1 này trên 2 căn x nhân với x cộng với căn x nhân với nepe của gì? Nepe của 10. Thế là xong. Hoặc là có bạn làm dừng lên đây. Dừng lên đây vẫn được, không sao hết. Tại vì người ta yêu cầu chủ yếu là mục đích của cái bài này là giúp các bạn nắm được cái quy tắc tính đạo hàm thôi, chứ cũng không đánh giá nhiều về cái việc mà đánh giá nhiều về bạn đã thu gọn kết quả hay chưa nhé. Nghĩa là các bạn phải tính đúng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài 9.26. Các bạn đọc về ạ. Xét hàm số lũy thừa y bằng x mũ alpha với alpha là một số thực A, tìm tập xác định của hàm số đã cho. Vậy các bạn nhìn thấy, với alpha là tập số thực thì tập xác định của anh này x của mình phải như thế nào đây? Alpha là số thực nha. Vậy thì x của mình tập xác định sẽ là từ 0 đến gì? Đến dương vô cùng. Tiếp theo ý B. Người ta yêu cầu là bằng cách viết y bằng x mũ alpha bằng e mũ alpha nhân với nepe của x thì hãy tính đạo hàm của hàm số này. Vậy thì bản chất ở đây là chúng ta phải áp dụng công thức đạo hàm của e mũ u, đúng không? Thì sẽ bằng gì? E mũ u nhân u phẩy. Và trong trường hợp này thì u của mình bằng gì? U bằng alpha nhân với nen của x. Được chưa? Vậy thì áp vào ta sẽ được là gì? Y phẩy bằng alpha nhân với nepe của x phẩy nhân với e mũ alpha nhân với nepe của x. Và mình đi tính cái đạo hàm anh này. Thì alpha nó là một số mà, thế nên mình đưa alpha ra ngoài. Đạo hàm của nepe x thì chính là 1 trên x nhân với, và cái đây mình có thể chuyển nó chính là gì? X mũ alpha thì nó sẽ bằng alpha nhân x mũ alpha trừ 1 nhé. Để các bạn lưu ý điều này giúp cô, không khó, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ sang đến phần 9.27. Bài 9.27 cho hàm số fx bằng căn bậc 2 của 3x cộng với 1
đặt gx bằng f1 cộng với 4 nhân với x bình trừ 1 nhân với f phẩy tại x bằng 1 tính g2. Ta bây giờ muốn tính g2 thì tôi cần phải xác định được cái gx của tôi nó có hình dáng ra làm sao, đúng không? Thì các bạn quan sát cái gx của mình như thế kia. Thì vậy thì muốn tính được gx thì tôi cần phải biết được cái f1 của tôi là bằng gì và f phẩy 1 của tôi là bằng gì, đúng không? Vậy đầu tiên chúng ta tính f1 trước nào. F1 ta ở đâu có x, tôi thay 1 vào cái anh fx này này. Sẽ bằng căn bậc 2 của 3 nhân với 1 cộng với 1 và sẽ là bằng 2. Sau đó thì tôi đi tính f phẩy x. F phẩy x thì chính là bằng đạo hàm của 3x cộng 1. Thì các bạn nhìn thấy, để tính đạo hàm của anh này thì chúng ta sẽ sử dụng công thức gì đây? À, đó chính là căn u, đúng không? Liên quan đến căn mà. Thì nó sẽ bằng gì? U phẩy trên 2 căn gì? Trên 2 căn u. Và trong trường hợp này u của mình bằng gì đây? Bằng 3x cộng 1. Vậy thì áp dụng vào thì chúng ta sẽ được là đạo hàm của 3x cộng 1 này trên 2 căn của 3x cộng 1 thì sẽ được là 3 trên 2 lần căn của 3x cộng 1. Vậy thì từ đây ta tính được f phẩy tại x bằng 1 này thì sẽ bằng 3 trên 2 nhân với căn của 3 nhân với 1 cộng với 1 là sẽ bằng 3 trên 2 nhân 2 và bằng 3 phần gì? Bằng 3 phần 4. Tính được F1 rồi, vậy thì từ đây Gx của chúng ta sẽ bằng gì ạ? F1 cộng với 4 lần của x bình trừ 1 nhân với F phẩy 1 này. Mình bắt đầu thay này. F1 thì mình thay 2 vào. F phẩy 1 thì mình thay gì? Thay 3 phần 4 vào. Và chúng ta tính sẽ được bằng 2 cộng với 3 nhân với x bình trừ đi 1, tức là bằng 3x bình trừ 3 cộng với 2 bằng 3x bình trừ đi gì? Bằng 3x bình trừ 1 đi 1. Biết được gx rồi thì bây giờ chúng mình dễ dàng tính được g của x tại x bằng 2 sẽ bằng 3 nhân với 2 bình trừ đi 1 và kết quả sẽ bằng gì? Bằng 11, đúng không? Tiếp tục nào. Chúng ta sang phần 9.28 cho hàm số fx bằng x cộng 1 trên x trừ 1 tính f2 phẩy tại x bằng 0. Ta muốn tính được f2 phẩy tôi cần phải biết được f phẩy đã, đúng không? F phẩy x thì chính là gì? X cộng 1 trên x cộng trừ 1 mà cô vừa bảo rồi. Có thể các bạn sẽ áp dụng công thức đạo hàm của một thương hoặc là các bạn quan sát. Các bạn nếu bạn nào nhanh còn nhớ ấy thì chính là chúng ta sẽ áp dụng AX cộng B trên CX cộng D. Đạo hàm anh này sẽ bằng gì? Bằng AD trừ BC trên gì? Trên CX cộng D tất cả bình. Các bạn có công cụ này các bạn tính nhanh hơn rất là nhiều. Vậy thì áp vào chúng ta sẽ được là 1 nhân 1, 1 nhân với trừ 1 trừ đi 1 nhân gì? Trừ đi 1 nhân 1 và tất cả trên X trừ 1 tất cả gì? Tất cả bình. Vậy thì sẽ được là trừ 2 trên x trừ 1 tất cả bình. Nhanh hơn không? Nhanh hơn đúng không? Bây giờ mình đi tính f2 phẩy tại x nhá. Thì sẽ là trừ 2 trên gì? Trên x trừ 1 tất cả bình này. Và mình sẽ đưa hàng số trừ 2 ra ngoài. Và còn đạo hàm của 1 trên x trừ 1 tất cả bình. Cái đạo hàm anh này mình tính như thế nào? Mình áp dụng công thức gì đây các bạn? À, nó chính là 1 trên gì? Đạo hàm của 1 trên u thì bằng trừ u phẩy trên gì? Trên u bình. Vậy trong cái trường hợp này u của mình bằng gì đây? Chính là x bình x trừ 1 tất cả gì? Tất cả bình. Vậy thì áp vào chúng ta sẽ được là trừ 2 nhân đạo hàm của x trừ 1 tất cả bình này trên x trừ 1 tất cả mũ mấy? Mũ 4. Và sẽ bằng trừ 2. Cái đạo hàm của x trừ 1 tất cả bình thì sẽ bằng gì? Hạ 2 này. Đưa 2 ra ngoài nhân với x trừ 1 và nhân với đạo hàm của x trừ 1. Đúng chưa? Có bạn nào thắc mắc chỗ này không? Đạo hàm của u mũ n đấy. Đúng không? X trừ 1 tất cả mũ 4. Và chúng mình thu gọn nó sẽ là trừ 4 nhân với x trừ 1 trên x trừ 1 tất cả mũ 4 và nó thu gọn sẽ bằng trừ 4 trên x trừ 1 tất cả mũ
mũ 3. Vậy thì từ đó chúng ta tính được F 2, tại 0 sẽ bằng trừ 4 trên gì? 0 trừ 1 tất cả mũ 3 và bằng gì? Bằng 4. Được chưa? Cái chỗ đoạn đấy là bấm máy đấy. Đúng không? Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng chuyển sang bài 9.29. Cho hàm số fx thỏa mãn f1 bằng 2 và f'x bằng x bình nhân với fx. Và người ta yêu cầu là đi tính f2 tại 1. Ờ. Vậy thì tôi phải biết gì? Tôi phải viết f' đã đúng không? Tôi phải biết f2' đã đúng không? Thì mình áp dụng này. F2'x của mình thì chính là f'x đạo hàm thêm một lần nữa đúng không? Như x bình nhân với là fx phẩy, thì đây là đạo hàm của mục tích, thì sẽ bằng x bình phẩy nhân với là fx cộng với x bình nhân với f phẩy gì? F phẩy là x. Và sẽ bằng này, x bình phẩy tức là bằng ai gì? 2x cộng với x bình. Thế còn f phẩy x của mình thì chính là bằng gì? Bằng x bình nhân với fx thôi. Đấy, cái chỗ này nó hơi chơi nhau ở đoạn đấy thôi. Nhưng mà đơn giản lắm đúng không? Vậy thì chúng ta viết lại là chính là bằng 2x nhân với lại fx cộng với x mũ 4 nhân với lại gì? Nhân với lại fx. Vậy thì mình đã biết được f2 rồi, thì bây giờ mình sẽ tính được f2 tại x bằng 1. Ở đâu có x mình thêm 1 vào sẽ được 2 nhân 1 này nhân với f gì? F1 cộng với 1 mũ 4 và nhân với f gì? F1. Ở đâu có x mình thêm 1 vào mà, đúng chưa? Thì sẽ bằng 2 lần của f1 cộng với f gì? F1. Mà chúng mình biết là f1 của mình là bằng mấy đấy? Bằng 2. Vậy thì nó sẽ là 2 nhân 2 cộng với 2 thì sẽ bằng gì? Bằng 6. Được chưa? Không khó đúng không? Tiếp tục chúng ta sang đến bài 9.30. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số này tại điểm có hoành độ y bằng hoành độ bằng 1. Thì đầu tiên chúng mình cần phải nhớ, để viết phương trình tiếp tuyến thì chúng ta cần những dữ kiện nào? Cơ bản là phải cần hai dữ kiện. Đầu tiên là hệ số gì? Hệ số góc, đúng không? Thì mình biết là hệ số góc của mình k, nó chính là f phẩy tại x gì? X0. Và thứ hai đó chính là tọa độ tiếp điểm x0 gì? X0 y0, đúng chưa? Thế vậy bây giờ đầu tiên là chúng mình sẽ làm gì đây? Tôi đi tìm tiếp điểm trước đi. Được chưa? Tiếp điểm của chúng ta sẽ có tọa độ như thế nào đây? Tọa độ tiếp điểm. Sẽ đầu tiên là hoành độ bằng mấy đây? Hoành độ bằng 1. Còn để biết tung độ thì tôi thay 1 vào anh này thì sẽ được là bao nhiêu? Nó sẽ là F gì? F1 đấy. À, nó sẽ là Y1 đấy. Đúng không? Và 2 nó chính là 1 chấm phẩy, là thay 1 vào đây là 1 cộng 3 trừ 1 thì sẽ là bằng gì? Bằng 3. Vậy là tôi đã có tọa độ tiếp điểm nhá. Tiếp theo là tôi phải đi tìm hệ số góc. Muốn tìm hệ số góc thì tôi phải xác định y phẩy đã. Y phẩy của tôi sẽ bằng x mũ 3 cộng với 3x bình trừ 1 phẩy này. Thì sẽ bằng gì đây? Đạo hàm của x mũ 3 cộng đạo hàm của 3x bình trừ đi đạo hàm của 1. Và nó sẽ bằng 3x bình cộng với 6x. Sau khi tính được y phẩy rồi thì bắt đầu mình sẽ hệ số góc k chính là bằng y phẩy tại x bằng gì? X bằng 1. Vậy thì mình thay 1 vào cái y phẩy ấy thì sẽ được là 3 nhân với 1 bình cộng 6 nhân với 1 là bằng gì? Bằng 9. Biết hệ số góc, biết tọa độ tiếp điểm rồi thì bạn ghi là phương trình tiếp tuyến cần tìm. Phương trình tiếp tuyến cần tìm là áp dụng công thức này. Nó sẽ là y trừ y0 và y trừ 3 bằng k, tức là bằng 9 nhân với x trừ đi x0 là x trừ 1.
và chúng mình viết đó chính là 2. Thu gọn lại thì sẽ là y bằng 9x trừ đi 6. Được chưa? Đấy, nó là liên quan đến phương trình tiếp tuyến. Tiếp theo đó là bài 9.33. Bài này thì với cái sự thay đổi đề thi thì đây cũng là một bài cũng rất là có khả năng là có trong đề thi, thế nên các bạn sẽ lưu ý giúp cô nhé. Cái xu hướng bây giờ thì là ưu tiên cho những cái gì nó thực tế đấy, kiểu như thế, thì các bạn cứ lưu ý giúp cô. Thì các bạn đọc đề, vị trí của một vật chuyển động thẳng được cho bởi phương trình F bằng FT T mũ 3 trừ 6T bình cộng 19T, trong đó T tính bằng giây và F tính bằng mét. Đầu tiên là chúng mình tính vận tốc của vật tại thời điểm T bằng 2 giây và T bằng 4 giây. Thì rất là đơn giản, đầu tiên là tôi phải viết được công thức tính vận tốc tại cái thời điểm T, đúng không? Thì nó chính là gì? VT nó chính là bằng gì? F phẩy. Thì chúng ta tính được là 3T bình trừ 12T cộng 19. Và chúng mình tính luôn gia tốc đi, bởi vì ý dưới chúng mình tính cả gia tốc mà. Thì đó, gia tốc của mình nó sẽ là S2 phẩy là bằng 6T trừ 12 nhá. Vậy bây giờ ý A, thì tôi chỉ việc làm gì? Tôi thay T bằng 2 vào VT thôi, thì sẽ được V2 bằng âm 3 mét trên giây. Còn vận tốc của vật tại thời điểm T bằng 4 thì chính là V4 bằng 9 gì? 9 mét trên giây. Được chưa ạ? Thế tiếp theo đến ý B, người ta yêu cầu là tại những thời điểm nào thì vật nó sẽ đứng yên. Vật đứng yên tức là vận tốc của mình nó bằng mấy? A à, bằng 0. Vậy thì ở đây chúng mình sẽ vật đứng yên khi mà vận tốc bị triệt tiêu, tức là VT bằng 0. Thì các bạn sẽ giải cái phương trình này ra. 3T bình trừ 12T cộng 9 bằng 0. Thì chúng ta sẽ tìm được T bằng 1 hoặc là T bằng 3 nhé. Vậy tức là tại thời điểm 1 giây hoặc là 3 giây thì vật nó sẽ đứng yên. Tiếp theo đến ý C, người ta hỏi gì? Tìm gia tốc của vật tại thời điểm T bằng 4 giây. Thế mà mình biết được gì? Mình biết được cái công thức gia tốc rồi đúng không? Là AT của mình bằng 6T trừ 12 đấy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tính được A tại thời điểm T bằng 4 giây là bằng 12 mét trên giây bình. Đấy chưa? Thế bây giờ đến ý D. Ý D người ta yêu cầu là gì? Tính tổng quãng đường vật đi được trong 5 giây đầu tiên. À, vậy thì đầu tiên là đây là do đó, bởi vì là chúng ta biết là tại thời điểm 1 giây và 3 giây thì vật đứng yên đúng không? Thế là do đó ta cần tính riêng quãng đường vật đi được trong từng khoảng thời gian là từ 0 đến 1 này, và từ 1 đến 3 và từ 3 đến 5 nhé. Thế bây giờ tại từ thời điểm T bằng 0 đến T bằng 1 thì vật sẽ đi được quãng đường là trị tuyệt đối của F1 trừ đi F0 nhé. Và mình thay vào thôi đúng không? Thay vào công thức quãng đường thì sẽ được là bằng 4 mét. Tiếp theo là từ cái thời điểm T bằng 1 giây đến T bằng 3 giây thì vận đi được quãng đường là trị tuyệt đối của F3 trừ đi F1. Thì mình thay vào thì mình cũng sẽ được là 4 mét. Tiếp tục, từ thời điểm T bằng 3 giây đến T bằng 5 giây thì chúng mình được quãng đường là trị tuyệt đối của gì? F5 trừ F3 bằng 20m. Vậy thì tổng quãng đường vật đi được trong 5 giây đầu tiên nó sẽ là gì? Là 28m. Được chưa? Rồi, tiếp ý E. Ý E thì các bạn sẽ xét cái gia tốc. Gia tốc bằng 0 ấy. Các AT bằng 0 thì chúng mình sẽ tìm được T bằng 2 đúng không? Và khi đó với T thuộc nửa khoảng từ 0 đến 2 thì gia tốc của chúng ta sẽ âm, và tức là vận tốc sẽ gì? Vận tốc giảm, à vật giảm tốc đấy ạ. Và T thuộc khoảng nửa khoảng từ 2 đến 5 thì gia tốc của chúng ta dương, tức là vận tốc gì? Vận tốc sẽ tăng. Đó, thấy chưa? Rồi, trên đây là những bài tập mà các bạn cần phải lưu ý trong chương này. Vậy thì về nhà các bạn sẽ hoàn thành xét bài tập, và bây giờ thì các bạn sẽ làm những cái hoạt động thực hành và trải nghiệm nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái video trong chương trình lớp 11 của cô. Và nếu video hay thì các bạn hãy cố gắng là comment, like và cũng như là share cho tất cả các bạn mà tất cả các bạn bè của mình biết này, hay là những cái bạn mà
mong muốn được học trước chương trình lớp 11 nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn, rất là trân trọng những lượt xem của các bạn. Và xin chào tất cả các bạn nha. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.